Tọa lạc tại làng hoa Sa Đéc, khu du lịch vườn hồng Tư Tôn được xây dựng trên quy mô 3 hectare với nhiều mô hình hiệu cảnh độc đáo, mới lạ. Một không gian yên bình cho du khách đắm mình trong những khóm hoa bạc ngàn của xứ hoa Sa Đéc. Tại đây, du khách sẽ được bơi thuyền ngắm hoa, cho cá coi bú bình, chơi xích đu bay cảm giác mạnh, check-in cổng trời Bali. Ngoài ra, du khách còn được tìm hiểu về Sa Đéc, làng hoa trăm tuổi và giai thoại về nghệ nhân Tư Tôn gắn với cây hoa hồng. Khu du lịch còn có bộ sưu tập hoa hồng với nhiều loại giống khác nhau. Khu ẩm thực sức chứa 500 khách với thực đơn phong phú phục vụ du khách. Ngoài ra, nơi đây còn mang đến cho du khách những khám phá thú vị về khu vườn nhiệt đới Tropico, cánh đồng hoa hướng dương. Đặc biệt là vườn hoa anh đào độc nhất miền Tây, duy nhất chỉ có tại khu du lịch Vườn Hồng Tư Tôn. Vườn Hồng Tư Tôn, trái tim của làng hoa Sa Đéc.